Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu của giải Ngoại hạng Anh hôm nay thì sẽ ra các trận đấu của vòng 11. Trong ngày hôm nay thì sẽ ra các trận đấu như sau. Vào lúc 18:30 đó là cuộc so tài của Leicester City với Crystal Palace. Vào lúc 21:00 sẽ đồng loạt diễn ra hai trận đấu, đó là cuộc so tài của Fulham với Bournemouth và Wolverhampton với Nottingham Forest. Và lúc 23:30 đó là cuộc so tài của Tottenham với Everton. Ở các cặp đấu này thì Leicester City được dự đoán sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trước Crystal Palace khi mà Leicester City đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây. Trong khi đó Fulham được thi đấu trên sân nhà được dự đoán cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trước Bournemouth. Wolves đang có phong độ không thực sự tốt nhưng mà gặp Nottingham Forest thì hai đội bóng này cũng đang ở cái nhóm nguy hiểm và đây là trận đấu sẽ rất là đáng xem. Tottenham với Everton thì Tottenham được đánh giá cao hơn và với cái lợi thế sân nhà của mình thì không có cái lý do gì mà đội bóng của Ruben Conte không đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này cả. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh tính đến sáng ngày 15 tháng 10 như sau. Arsenal dẫn đầu với 24 điểm, đứng thứ hai là Manchester City 23 điểm. Tottenham đứng thứ ba với 20 điểm, đứng thứ tư là Chelsea 16 điểm. Đứng thứ năm là Manchester United 15 điểm. Newcastle United đứng thứ 6 với 14 điểm, đứng thứ 7 là Brighton 14 điểm, đứng thứ 8 là Bournemouth 12 điểm, Fulham đứng thứ 9 với 11 điểm, Liverpool xếp thứ 10 với 10 điểm, Brentford đứng thứ 11 với 10 điểm, Everton đứng thứ 12 với 10 điểm, West Ham đứng thứ 13 với 10 điểm, Leeds United đứng thứ 14 với 9 điểm, đứng thứ 15 là Crystal Palace 9 điểm, đứng thứ 16 là Aston Villa 9 điểm, Southampton đứng thứ 17 với 7 điểm. Ba vị trí cuối cùng thuộc về Wolves, Nottingham Forest và Leicester City. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả các trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.